Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuận Quang đây. Hôm nay mình có mặt tại xã Bình Phú, thị trấn Thạch Thất, Hà Nội. Và hôm nay thì mình đến xưởng nhà anh Lịch, xưởng gỗ anh ấy để tham quan một vòng. Thì bây hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan quanh xưởng và được anh giới thiệu về tổng quan qua các quy trình sản xuất gỗ nội thất dành cho các nhà chung cư hoặc là nhà phố, chuyên về các loại gỗ về công nghiệp và gỗ tự nhiên. Thì bây giờ các bạn hãy cùng theo chân mình tham quan qua xưởng của anh ấy, anh Đỗ Thanh Lịch, một người bạn chơi thân của mình thông qua lớp học AutoCAD tại VCG Edu. Bây giờ kính mời các bạn. Đây, phía trước là một cái sân bóng rất là rộng tại xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội. Đó. Và đây chính là mặt tiền bên ngoài xưởng của anh đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong. Vâng, chào anh. Đây là anh Linh. Xin chào anh. Xin chào tất cả các bạn. Vâng. Anh ấy là chủ xưởng sản xuất và cũng là một người bạn chơi thân của mình cũng được khoảng gần 2 năm nay thôi. Thì đây các bạn có thể qua tham quan tổng quan qua về cái không gian của xưởng sản xuất. Đó. Phía bên trong là các cái đồ máy móc, thì lát nữa mình sẽ cùng anh ấy đi tham quan chi tiết và anh ấy sẽ giới thiệu. Không gian xưởng có 2 tầng, tầng 1 và tầng 2. Đây. Các anh em đội ngũ thợ xưởng đang hoàn thiện các cái sản phẩm cho các anh chị khách hàng. Đây là một cái tủ được làm bằng các loại gỗ công nghiệp. Thì lát nữa sẽ cho anh Lịch giới thiệu qua về các cái sản phẩm của bên mình cũng như cái quy trình sản xuất, để đến được từ khi mà khách hàng họ đặt nhận làm và rồi đến khi mà hoàn thiện sản phẩm thì nó sẽ như thế nào. Đây, xin chào anh Lịch. Chào các bạn. Các bạn nhìn thấy anh là có anh ấy chuẩn bị bước vào thế giới của những người đàn ông, chuẩn bị lấy vợ nên là cũng đang khá là bận rộn nhiều công việc. Nhưng mà hôm nay thì chỉ còn cách khoảng tầm chưa đến một tuần nữa thôi, anh ấy lên anh ấy sẽ làm tổ chức đám cưới cho một cái lễ rất quan trọng của cuộc đời mình. Nhưng hôm nay anh vẫn bỏ thời gian ra để hai anh em cùng giới thiệu và tham quan đến cho tất cả các bạn. Đây là máy cắt. Đây là máy cắt gỗ đúng không? Đúng rồi. Cưa bàn trượt, hay còn gọi là cưa bàn trượt. Máy cắt gỗ cơ bản trượt, khá là công cành đúng không ạ, nhìn cái cánh như cánh máy bay vậy. Đây là tổng quan qua cái cảm nhận của mình. Cái này nó hoạt động như nào ấy, anh để cắt thử đúng không ạ? Đây các bạn hãy cùng quan sát xem là cái máy này hoạt động nó như thế nào. Bây giờ các bạn hãy cùng nó xem là thử xem là cái cơ chế của máy cắt này hoạt động như nào nhé. Máy sẽ có 2 lưỡi. Đây các bạn phải quan sát kỹ cái mặt đường cắt không mẻ dăm. Rất là mịn các bạn, rất là sắc cạnh luôn. Tức là không có cái hiện tượng răng cưa hay là bị nhám gì cả. Rất là mịn. Sau đây là sắc nét, dán thử. Đây là máy cắt gỗ, thì bạn sẽ sang đây xem cái máy dán cạnh. Bên này một cái máy dán cạnh. Máy dán cạnh tự động hoàn toàn. Quy trình dán. Đây là một tấm gỗ thành phẩm này. Đây là trước khi dán cạnh, các bạn thấy không? Đấy, trước khi dán cạnh là cái mặt, nó thấy cái mặt lõi này, mặt cốt gỗ ở đây. Và sau khi mà dán cạnh xong thì gần như là mình thấy là hoàn thiện, cái sản phẩm hoàn thiện rồi ạ. Các bề mặt nó gần như là rất là đẹp và nhìn rất là chắc chắn. Chắc nét, chắc chắn.
Đấy là cái máy thứ hai là máy rán. Bên này là một số những cái sản phẩm về tủ gỗ đã hoàn thiện cho anh chị khách hàng. Đây máy thứ ba là máy gì đây anh nhỉ? Máy khoan cam. Dạ. Máy khoan cam. Máy này là máy khoan cam. Để thử xem là cái chức năng nó là như thế nào các bạn nhé. Khoan cam, máy khoan cam thì nó sẽ các đường nét chi tiết là ví dụ như là ốc vít nó sẽ không có. Nó sẽ không có lỗ vít. À. Thứ nó sẽ không nhìn thấy vít này. Và không nhìn thấy vít luôn. Và hoàn toàn nó nằm âm hết các bạn thấy không? Các mặt nằm âm hết. Được giấu rất là kỹ và kín. Phòng dây âm. Chống dây. Dây âm. Rất nhẹ nhàng. Công nghệ hoàn toàn là tự động và rất là hiện đại để cho ra cái kết quả rất là tốt. Hệ thống hơi, hệ thống bình hơi chạy có tất cả các máy. Hệ thống bình hơi hơi nén này đúng không ạ? Để cho tất cả các máy trong xưởng này. Hoàn thiện đường nét. Đây các bạn để quan sát qua các cái đường nét đây của cái một cái sản phẩm. Mình sờ ở đây cảm giác nó rất là vuốt, nó không có cảm giác là bị đau tay, nó không bị sắc, rất là an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là nhà mà có trẻ em trẻ nhỏ đúng không ạ, thì có mà có va chạm đây thì gần như là rất là không có bị nguy hiểm. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên không gian phòng chứa ở trên tầng 2. Sản phẩm quay 3 đang được lau chùi hoàn thiện. Cái này là một sản phẩm cho spa đúng không anh? Đúng rồi. Mặt trên là mặt giả đá đúng không? Đúng rồi, giả đá PVC. PVC giả đá. Có vân. Mặt bàn là mặt gỗ công nghiệp. Về trước là các cái phần gỗ và nó điểm bằng cách lam. Nhìn nó cũng khá là đẹp và nó nghệ thuật. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cái gì đây anh nhỉ? À, đây là một cái thang máy tự động lên trên đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ cùng theo chân anh. Ôi, hoàn toàn tự động rồi các bạn nhé. Đồ. Đó. Hệ thống thang máy đi lên kho chứa đồ. Sau khi mà sản phẩm đã hoàn thiện, đóng gói để chống xước. Tất cả những sản phẩm đã được bọc ni lông rất là chi là an toàn. Tất cả các sản phẩm. Khi mà bọc cái ni lông này lại thì mình có vận chuyển lên xe đúng không? Và quá trình mình vận chuyển tay lên trên các cái căn hộ hoặc là các cái đến nhà của anh chị ơi thì nó được đảm bảo không bị trầy xước cái bề mặt này. Đóng ni lông rất là kỹ. Đây trên này là cái phòng kho chứa đồ. Trước khi mà được vận chuyển đến lắp đặt tại cho các anh chị khách hàng. Anh có thể cho quý vị và các bạn biết thêm là xưởng mình là hoạt động là chuyên cung cấp các cái sản phẩm như thế nào đúng không ạ? Mình là chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm gỗ công nghiệp, ví dụ như gỗ công nghiệp MDF, AGLX, Laminate và tất cả các sản phẩm gỗ tự nhiên. Vâng. Được các đội ngũ thiết kế của bên công ty ADF thiết kế rất chi là chuyên nghiệp, và sau khi được của bên ADF thi công. Vâng. Anh có thể là cho biết thêm là đối với những cái căn hộ chung cư bình thường là người ta thường hay sử dụng gỗ công nghiệp đúng không ạ? Có thể ở quê thì người ta lại ưa thích cái gỗ chất liệu gỗ tự nhiên hơn. Nhưng điển hình ví dụ như ở Hà Nội thì rất nhiều gia đình là anh chị trẻ thì họ thường hay mua chung cư và họ lắp đặt những cái hệ thống đồ gỗ nội thất là công nghiệp. Thế thì trung bình một khoảng một căn hộ mình sẽ thi công trong khoảng bao lâu từ khi mà anh chị khách hàng đặt và đến khi mà mình hoàn thiện sản phẩm và đưa lên lắp đặt đồ ấy, thì khoảng rơi khoảng bao nhiêu ngày? Từ khi mà mình khảo sát đến khi lắp đặt thì một đầu ngày đầu tiên có một ngày khảo sát, sau đó thì anh em sẽ lên thiết kế trong vòng 3 ngày và mình thi công trong vòng 5 ngày là có thể hoàn thiện xong một căn hộ. 3 ngày, 5 ngày. 80m2, 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ luôn đúng không ạ? 3 phòng ngủ trung bình khoảng tầm
rồi bảo 10 ngày đi, 8 đến 10 ngày là có thể hoàn thiện xong rồi, từ khi khảo sát cho đến hoàn thiện đồ và đến khi lắp đặt. Quy trình rất là nhanh đúng không ạ? Đó. Thế thì tất cả quý vị các bạn có thể tham quan về cái không gian của xưởng và những cái quy trình sản xuất của các cái máy hoạt động gần như hoàn toàn là tự động 100%. Số điện thoại của anh Lịch thì mình đã để ở trên màn hình. Và nếu như quý vị các bạn nào mà có mong muốn là tư vấn hơn nữa về các cái sản phẩm đồ gỗ thì có thể liên hệ tới anh hoặc là đến tham quan tại xưởng. Vừa rồi các bạn đã được tham quan qua cái xưởng gỗ đóng đồ nội thất, thì bây giờ anh Lịch sẽ dẫn chúng ta đi tham quan đến đâu anh nhỉ? Xưởng xưởng đồ thờ, chuyên đồ thờ cũng tại một xưởng rất là lớn, cách đó chỉ vài chục mét thôi. Các bạn thấy là những cái bức rất là đẹp. Cái bức này gọi là gì đây anh nhỉ? Cái này gọi là cái gì mà hay treo trong nhà? Hành phi ạ? Cuốn thư. Ba chữ gì đấy? À, cuốn thư đúng không ạ? Quang, Lưu và Đức. Mày là cái này là được làm từ gỗ gì anh? Hán gian gỗ vụ. Gỗ vụ. Đúng rồi. Lần đầu tiên được. Tự nhiên. Vâng. Thì những kỹ thuật rất là sắc sảo và ấy. Hoa văn rất là đẹp. Công phu. Tất cả những sản phẩm đồ thờ sau khi đã được phun sơn, phủ một lớp sơn PU. Đây là sơn PU rồi đúng không ạ? Rồi. Chất gỗ này với cái chất gỗ màu vàng kia này là màu là, màu này màu nâu. Đây là gỗ nhưng mà sau khi mà phun màu cánh dán. Phun màu gỗ như nhau. Vâng. Vậy là cái sự khác nhau là do là cái màu sơn người ta phun vào hoàn thiện thành phẩm. Bên này là một cái gì đây? Đây là một cái đồng hồ đúng không ạ? Nhìn thích hợp với nhà nào mà phong cách kiểu cổ điển tân cổ đúng không ạ? Nhà nào mà thích chơi những cái hàng nó hầm hố một chút thì có thể là sử dụng những cái vật liệu trang trí này, cái đồ trang trí như này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo chân anh Lịch đến một cái xưởng nữa. Chuyên đóng ra đồ cũng là đồ về sản phẩm gia đình nữa. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cái xưởng một xưởng nữa của anh Lịch, xưởng gỗ tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong để tham quan ạ. Xưởng rất là rộng. Hiện tại thì ở trong xưởng là các cái máy gỗ hoạt động hay là có thể là tiếng rất là ồn. Đây mình sẽ quay tổng quan qua các bạn xem. Ở đây là cái phần chân ghế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi theo chân anh Lịch đi tham quan các cái sản phẩm và cái quy trình làm việc đối với các loại về sản phẩm gỗ tự nhiên. Đây là các cô thợ đang làm, đang ráp. Bên này là ngoài, khu vực ngoài là gì đây anh? Cổng máy móc, pha chế gỗ. À, khu vực ngoài là pha chế gỗ à? Bên trong này là kho đúng không? Hệ thống lò sấy hơi nước. Hệ thống lò sấy hơi nước ở trong này. Tức quy trình của nó là như nào? Xử lý đúng không? Phải xử lý trước bên này. Xử lý thô trước đúng không? Sau đó được chuyển vào trong này là sấy. Sấy gỗ. Thì sau khi sấy gỗ xong thì sẽ chuyển qua công đoạn nào tiếp ạ? Phần pha chế.
pha chế từ gỗ ạ. Đúng rồi. Cho vào đây pha chế. Đây chúng ta sẽ xem vào cái bộ phận pha chế. Cái quy trình số 3. Bình lò hơi. Một cái lò hơi, đây là lò hơi rất là lớn. Đủ có thể là duy trì cái hoạt động. Gỗ sẽ khô. Giấy gỗ sẽ khô. Đây đúng không? Đây là cái lò sấy này. Chào anh ạ. Anh ơi, biết là anh đang hoàn thiện cái, đây là cái ghế đúng không ạ? Đang hoàn thiện sản phẩm đây. Cái ghế này gọi là ghế gì đấy ạ? Ghế ăn. Ghế ăn ạ? Ghế tôi nó thấp bên này nhỉ? Ghế phòng họp đây nó lớn hơn. À ghế bảo, à cái phần này là cái phần ghế ngồi đúng không ạ? Đây ghế ngồi. Còn cái phần dưới cái phần tường đó mình làm xong. Vâng. Đây là một... đây là cái phần đế dưới đúng không ạ? Đây mình vừa lên trên tầng 2 của không gian sửa. Đây là hệ thống phun sơn, đây là sau khi hoàn thiện hết rồi đúng không? Thì bước hoàn thiện cuối cùng là bước phun sơn. Dạ em chào anh. Đây là sơn PU đúng không anh? Rất là bóng anh, thấy không? Sơn hoàn thiện. Đây là mình để nó khô hả anh? Khô. Phơi. Này là không cần luôn, không màu mè gì hết. Vâng. Những cái này là sau này là mình có những cái phần G đây là mình chỉ việc lắp vào thôi đúng không? Hèm đúng không? Mình lắp hoàn thiện sản phẩm. Này nó khô rồi. Hệ thống thông sơn rất là kín, rất là kín đáo. Vâng. Đảm bảo là độ hỏng cao. Vâng. Đây là những cái sản phẩm sau khi đã được phun sơn xong hoàn thành này. Cửa là quay cửa. Đây là hệ thống một những cái phần cánh cửa. Gỗ vẫn là gỗ gì ạ? Gỗ lim đấy ạ. Đây. Phun rất là đều màu đúng không ạ? Và nhìn những cái tấm gỗ này nhìn rất là đẹp mắt này. Thích hợp cho các gia đình bóng hay cố tự nhiên đúng không ạ? Rất bóng và sờ và nhìn rất là mát tay đúng không ạ? Không, nó không bị sần hay là bị một cái gợn gì cả. Tôi ghi phun sơn bóng vào đây. Vâng. Thường thì cái khoảng thời gian mà chờ sơn nó khô nó lâu không anh? Mất khoảng 2 tiếng. 2 tiếng đúng không ạ? Tiếng là sơn có thể khô. Mình làm các cái mặt hàng chỉ đủ tiết thì mình phun buổi chiều qua đêm là đạt nhất. Và chỉ còn qua một đêm thôi là có thể là hôm sau có thể lắp được đúng không ạ? Đây ở trong này là một cái căn nhà bằng container các bạn ạ. Rất là hay, ở trong này xem là không gian nội thất đang hoàn thiện. Trần gỗ. Trần này gỗ này là gỗ gì đây? Nhìn gỗ sơn rất là bóng. Gỗ thông. Các kiến trúc sư đang phốp container. Biến một cái căn container thành một cái ngôi nhà. Rồi, cảm ơn anh Lịch đã đưa em và tất cả quý vị các bạn đã cùng tham quan qua các cái qua các xưởng và cái quy trình sản xuất, giới thiệu về quy trình sản xuất. Bây giờ thì mình cùng với anh Lịch sẽ quay trở về. Nếu mà quý vị và bạn nào thấy quan tâm và có câu hỏi gì muốn đặt thì hãy comment ở bên dưới phần mô tả của video. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Lịch và cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn.